Carcharodontosauridae là một họ khủng long đã có từ rất lâu đời, được thành lập khi nhà khảo cổ Unstromer mô tả về Carcharodontosaurus saharicus vào năm 1931, bao gồm chính loài khủng long này và các chi theropod ăn thịt có quan hệ gần gũi với chúng. Tuy nhiên, sau khi các hóa thạch Carcharodontosaurus saharicus bị phá hủy trong đệ nhị thế chiến, thì họ khủng long này cũng theo đó chìm vào quên lãng. Đến nửa cuối thập niên 1990, Rauhat và Paul Sereno đã phát hiện thêm một phân loài mới, Carcharodontosaurus tại Maroc, đó chính là Carcharodontosaurus equidensis, diễn ra gần như đồng thời với việc hóa thạch của Giganotosaurus được khai quật ở Argentina, đã làm sống lại mối quan tâm về các Carcharodontosaurus. Đây là họ khủng long đóng góp rất nhiều thành viên vào bảng xếp hạng các khủng long ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải Carcharodontosaurus nào cũng đạt đến kích thước khổng lồ. Cá biệt có loài Lachesis venator có kích thước không lớn hơn một con ngựa bao nhiêu. Carcharodontosaurus là những kẻ săn mồi đi bằng hai chân, giống như phần lớn các theropod khác. Hai chi trước thoái hóa nhưng không nhỏ như những loài khủng long thuộc hệ sau như Tyrannosaurus hay Abelisaurus và có ba móng vuốt giống mỗi bên. Điểm chung của các khủng long này là có tỷ lệ phần đầu so với thân mình lớn như hộp sọ Giganotosaurus dài đến gần 2 mét. Trên xương sọ của các Carcharodontosaurus có nhiều hốc lớn, nhất là hốc trước ổ mắt làm giảm trọng lượng của đầu và các gờ chạy dọc theo xương mũi khiến chúng có một vẻ ngoài khá đặc trưng. Tuy nhiên, đặc điểm làm nên tên tuổi của các khủng long này chính là các răng hình chiếc lá được phủ một lớp men gợn sóng. Trên hai bờ có các hàng răng cưa chạy dọc giống như răng của cá mập trắng khổng lồ, Carcharodon carcharias. Cấu trúc răng này giúp cho con vật có thể dễ dàng cắt qua da thịt của các con mồi. Carcharodontosauridae là một nhánh lớn, đồng thời cũng là một trong những đại diện cuối cùng của liên họ Allosauridae ở kỷ Creta. Thời đại hoàng kim của các Carcharodontosaurus kéo dài từ giai đoạn Barremia năm 121 đến 127 triệu năm trước đến Turon 89 đến 93 triệu năm trước. Các khủng long răng cá mập là sinh vật ăn thịt đầu bảng và là kẻ thống trị tuyệt đối ở các vùng đất nơi chúng sinh sống. Danh sách con mồi của chúng còn bao gồm cả các loài khủng long ăn thịt nhỏ hơn, trong đó có các tổ tiên của T-Rex. Tuy nhiên, sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cuối giai đoạn Turon đã xóa sổ gần như toàn bộ các Carcharodontosaurus, nhường chỗ cho sự trỗi dậy của khủng long Tyrannosaurus ở Bắc Bán Cầu và Abelisaurus ở phương Nam. Gần đây, một số hóa thạch có niên đại từ giai đoạn Maastricht được phát hiện ở Brazil được cho là thuộc về các khủng long Carcharodontosaurus. Nếu điều này được xác thực, thì chứng tỏ vẫn còn các thành viên của họ Carcharodontosauridae tồn tại giới hạn ở một số vùng đất sau giai đoạn Turon. Có nhiều giả thuyết liên quan đến sự tuyệt chủng của các Carcharodontosaurus, sự thay đổi khí hậu, chẳng hạn như sự xâm thực của nước biển đã phá hủy hệ sinh thái ở Bắc Phi và hệ quả là các sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn như Carcharodontosaurus và Spinosaurus không thể tránh khỏi số phận diệt vong. Một giả thuyết đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các loài khủng long mới. Các loài khủng long ăn thực vật giờ đây được trang bị nhiều vũ khí tự vệ lợi hại như sừng và áo giáp, trong khi cấu tạo của các khủng long Carcharodontosauridae không còn phù hợp để săn những loài khủng long này. Chẳng hạn, bộ răng chứa danh của các Carcharodontosaurus không thể xuyên thủ các lớp bọc giáp rắn chắc của các Titanosaur, trong khi các Tyrannosaurus với cấu trúc răng hình trụ có thể dễ dàng làm được việc này. Ở khu vực phía Nam, số phận của các Carcharodontosaurus cũng không khá hơn là bao nhiêu. Các Abelisaurus đã phát triển các chiến thuật săn mồi phù hợp nên dễ dàng hơn để vươn lên vị trí của kẻ thống trị. Mặc dù sự cạnh tranh ở phương Nam không dữ dội bằng ở phía Bắc, nên các đại diện của họ Carcharodontosauridae vẫn còn tồn tại giới hạn ở một số vùng đất. Tuy nhiên, không bao giờ lấy lại được vị thế như lúc trước nữa. Tính đến nay, đã có khoảng 14 chi thành viên thuộc họ Carcharodontosauridae được phát hiện ở gần như mọi lục địa trên thế giới, chỉ trừ Australia và châu Nam Cực. Ban đầu, họ Carcharodontosauridae còn có một thành viên nổi tiếng là New Venator được phát hiện ở miền Nam nước Anh. Tuy nhiên, vào đầu thập niên năm 2010, các nhà khảo cổ đã tách chi này cùng với nhiều Allosauroid có chung đặc điểm như Aerosteon, Australovenator, Fuqueraptor thành một họ khủng long riêng biệt, đó chính là họ Neovenatoridae. Roger Benson sau đó đã đề xuất một tên gọi chung cho cả hai họ là Carcharodontosauria. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một sự nhập nhằng trong cách gọi tên khi thuật ngữ Carcharodontosaurus đều dùng để chỉ khủng long thuộc họ Carcharodontosauridae hoặc Carcharodontosauria.
vấn đề càng thêm rắc rối hơn nữa khi nhóm nghiên cứu của Benson thậm chí còn xếp các Megaraptoran vào họ của Neovenatoridae, do đó cũng thuộc vào họ Carcharodontosauria, cũng có thể gọi là Carcharodontosaurid. Trong bài viết này, mình chỉ đề cập đến các loài khủng long Carcharodontosaurid thực sự, tức là các thành viên thuộc họ Carcharodontosauridae. Mong các bạn hiểu cho, còn bây giờ hãy ấn like và subscribe kênh thay thế cho chiếc chìa khóa mở cánh cổng chào đón các nhân vật chính trong video ngày hôm nay nào. Vitiropristisaurus. Vitiropristisaurus là loài khủng long răng cá mập cổ xưa nhất từng được xác định. Các hóa thạch của chúng đã được khai quật từ đầu thế kỷ 20 tại khu vực Đông Phi thuộc Đức với chỉ duy nhất một đốt sống lưng. Sau đó, một số hóa thạch được cho là thuộc về cùng cá thể được phát hiện rải rác nhiều năm sau đó. Khu vực khai quật được các hóa thạch này thuộc hệ tầng Tendaguru có nguồn gốc từ giai đoạn Diatom cuối kỷ Jura cách đây khoảng 150 đến 154 triệu năm. Ban đầu, Werner Janen nhận định các mẫu vật này thuộc về chi Ceratosaurus. Mãi đến năm 2011, Oliver Rauhat và cộng sự của mình một lần nữa đánh giá lại các hóa thạch và cuối cùng xác định đây là một thành viên của họ Carcharodontosauridae, đặt tên lại cho loài khủng long này là Vitiropristisaurus, nghĩa là thằn lằn răng cá mập cổ đại, với tên loài Minneri nhằm vinh danh nhà khảo cổ Angela Milner. Vitiropristisaurus là một kẻ săn mồi dài từ 8,5 đến 10 mét và có quan hệ rất gần gũi với Acrocanthosaurus. Vitiropristisaurus có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt với loài khủng long ăn thịt nổi tiếng Tovosaurus sống cùng khu vực và thời đại. Lajas Vinader. Lajas Vinader là thành viên mới nhất và cũng có kích thước nhỏ nhất thuộc đại gia đình Carcharodontosauridae, là một loài khủng long mới được phát hiện năm 2020 gần tỉnh New Queen, Argentina. Lajas Vinader Assisiriae là tên đầy đủ của loài khủng long này, chỉ dài khoảng 2,9 mét, khá bé nhỏ so với những họ hàng khổng lồ của nó. Các hóa thạch của nó là bằng chứng cổ xưa nhất về sự hiện diện của các Carcharodontosaurid ở Nam Mỹ. Hai mẫu vật dùng để mô tả Lajas Vinader được khai quật từ các tảng sa thạch có nguồn gốc từ hệ tầng Valanginian Mullichinko chung với hóa thạch của khủng long cổ dài Pumatui và một loài Iguanodontia chưa được đặt tên khác. Eukacharia. Các hóa thạch của Eukacharia được phát hiện tại một khu vực được gọi là Gadofawa, nằm ở phía tây sa mạc Tenere, Cộng hòa Niger ngày nay, có niên đại từ giai đoạn Apt thuộc trung kỳ kỷ Creta cách đây 112 triệu năm. Vùng đất thuộc hệ tầng Eras này cũng là quê hương của nhiều kẻ ăn thịt đáng sợ như Cryptop, Suchomimus hay cá sấu khổng lồ Sarcosuchus. So với các Carcharodontosaurid khác, Eukacharia có kích thước khiêm tốn hơn khi chỉ dài từ 6 đến 8 mét, nhưng sở hữu một bộ răng sắc bén không hề kém cạnh. Các mảnh xương hóa thạch cho thấy loài Carcharodontosaurid này có phần cung mày dày lên khiến nó có một vẻ ngoài rất dữ tợn, do đó được gọi là Dinop, mắt khủng khiếp. Kelmayisaurus. Loài khủng long này được gọi là Kelmayisaurus thằn lằn khắc lạp mã y do được phát hiện ở gần Guakho ở vùng địa Changga thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ban đầu, loài khủng long này được mô tả và đặt tên bởi nhà khảo cổ Đồng Chi Minh vào năm 1973, đó chính là Kelmayisaurus petrolicus. Khu vực tìm thấy các hóa thạch của loài khủng long này nằm ở hệ tầng Lemurgine thuộc giai đoạn Valanginian Alp cách đây từ 100 đến 140 triệu năm. Đến năm 2011, Stephen Broussard, Roger Benson và Từ Tinh đã xác định lại Kelmayisaurus là một chi hợp lệ của họ khủng long Carcharodontosauridae. Cụ thể hơn, đây là một Carcharodontosaurid sơ khai có cùng chung tổ tiên với Eukacharia. Concave Vinader. Năm 2003, các nhà khảo cổ đến từ Đại học Công lập Madrid và Đại học Đào tạo Từ xa Quốc gia Tây Ban Nha đã khai quật được một bộ xương hóa thạch gần như hoàn chỉnh của một theropod dài khoảng 6 mét tại Las Hoyas, Cuenca. Mất 7 năm tiếp theo để các nhà nghiên cứu sắp xếp lại mẫu vật để trước khi mô tả và đặt tên chính thức cho loài khủng long này là Concave Vinader Concovetus, nghĩa là thợ săn lưng gù vùng Cuenca. Ở Concave Vinader, các nhà khảo cổ phát hiện được hai đặc điểm rất thú vị. Đầu tiên là hai đốt sống trước xương cùng của nó nhô cao hơn hẳn so với phần còn lại, tạo thành một cấu trúc dạng cánh buồm hoặc bướu ở trên lưng con vật.
chức năng của cấu trúc này chưa được làm rõ, có thể đây là một bộ phận giúp cho loài Carcharodontosaurus này điều hòa nhiệt độ hoặc đơn giản chỉ để biểu trưng sức mạnh, cũng không loại trừ khả năng trong cái biếu là nhiều mô mỡ để tích trữ giúp con vật có thể sống sót qua những giai đoạn khan hiếm thức ăn giống như lạc đà ngày nay. Điểm thú vị thứ hai là ở phần xương trụ ở cổ tay của con vật có dấu tích của các lỗ chân lông. Như vậy, khả năng Concurvinator có lông nhọn dọc theo các chi trước cũng như ở những phần khác của cơ thể. Điều đáng lưu ý là nó là hậu duệ của các khủng long Allosaurus, chứng tỏ rằng bộ lông không chỉ là đặc điểm riêng của các khủng long Coelurosaur mà còn hiện diện ở các Carnosaur. Từ đó đặt ra câu hỏi liệu có một mối liên kết nào giữa các khủng long Allosaurus và Coelurosaur hay không? Và câu trả lời này vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp. Taurovenator. Taurovenator tạm dịch là thợ săn bò, được mô tả chỉ với bằng chứng là một mảnh xương sau hốc mắt bên phải được tìm thấy trong nông trại Violante, nằm ở phía đông nam của hồ Ezequiel Ramos Mesia, tỉnh Rio Negro, Argentina. Do đó, loài Carcharodontosaurus này được gọi là Violante nhằm vinh danh ông Enzo Violante, người chủ của trang trại nơi tìm ra hóa thạch của nó. Điểm đáng chú ý của Taurovenator là có một cấu trúc giống như chiếc sừng nằm ở phần cung mày ủ mắt. Nó từng bước đi trên những vùng đất thuộc hệ tầng Khunkui cùng nhiều loài khủng long khác như Aoniraptor, Argentinosaurus hay Scorpion Venator. Một loài khủng long họ hàng gần gũi của chúng là Mapusaurus cũng chia sẻ địa bàn nên có một số giả thuyết rằng Taurovenator thực chất chỉ là một danh pháp đồng nghĩa của Mapusaurus. Sauchilum. Các hóa thạch của Sauchilum đã được phát hiện từ những năm 1964 và loài khủng long này đã trải qua nhiều lần đổi tên. Ban đầu, đây được xác định là một phân loài thuộc chi Chilantosaurus với tên gọi là Chilantosaurus maltuensis, sau đó đã đổi lại thành Alansansaurus trước khi được Broussard và cộng sự tái định danh là Sauchilum maltuensis và có một vị trí trọng đại trong gia đình các Carcharodontosauridae như chúng ta đã biết hiện nay. Sauchilum có phần mõm tương đối ngắn và hộp sọ cao hơn khi so với các Carcharodontosaurus khác. Một điểm đáng chú ý khác nữa là tại xương trán hai bên hợp lại tạo thành một cái mào hẹp khoảng 2mm nhưng khá cao chạy giữa trán con vật đến gần xương mũi. Đây là một đặc điểm đặc trưng của Sauchilum khi mặt lưng xương trán của các Titanuran sơ khai khác đều bằng phẳng, bao gồm cả các loài Carcharodontosaurus khác. Phần xương mào của Sauchilum rất khác với các Coelurosaur và Abelisaur khi mọc ngay trên mặt phẳng của khớp đỉnh trán chứ không phải làm hẹp khớp này như các họ khủng long trên. Rất khó để xác định chiều dài cơ thể của Sauchilum do không có đủ các bộ phận thường được dùng để ước lượng kích thước như xương đùi, xương chày và xương mác. Tuy nhiên, ở các loài theropod ăn thịt lớn vẫn có thể dựa vào chiều dài hàng răng để ước tính được kích thước cơ thể do có tương quan tỷ lệ với chiều dài xương đùi. Hàng răng của Sauchilum dài khoảng 255mm bằng 65-75% của Allosaurus và Sinraptor. Do đó, Sauchilum có chiều dài cơ thể vào khoảng 70% kích thước của hai loài này, tương đương từ 5-6m, khá nhỏ so với những họ hàng các Carcharodontosaurus khổng lồ của chúng. Vừa rồi ta đã gặp gỡ những gã khủng long các Carcharodontosauridae đầu tiên. Trong phần 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loài còn lại nếu như phần 1 này chúng mình được nhiều view. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Untech Share. Như đã nói ở cuối video của phần 1, nếu như nhiều view, mình chắc chắn sẽ làm phần 2. Và hôm nay chúng ta đã có phần 2, mặc dù ở phần 1 thì có flop cấm đầu đúng không nào? Nhưng không sao, điều đó chỉ là phụ, cái quan trọng là mình vẫn muốn mang lại những thông tin hữu ích đến các bạn. Trong phần trước của bài viết, chúng ta đã gặp gỡ qua các thành viên có kích thước nhỏ và trung bình của họ khủng long Carcharodontosauridae. Sau đây là danh sách những gã khổng lồ đã làm nên tên tuổi và vị thế thống trị của Carcharodontosaurus. Acrocanthosaurus. Trước thời đại của T-Rex và các khủng long bạo chúa, vùng đất ngày nay là Bắc Mỹ vào đầu kỷ Creta là lãnh địa của một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến, đó là Acrocanthosaurus.
Khắc hóa thạch của nó được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, bao gồm các tiểu bang Oklahoma ở hệ tầng Adler, Texas ở hệ tầng Twin Mountain và Wyoming hệ tầng Cloverly. Tên loại Atokensis được đặt theo nơi tìm được bộ hóa thạch đầu tiên là hạt Atoka ở bang Oklahoma. Tuy nhiên, mẫu vật hoàn chỉnh nhất và lớn nhất được phát hiện ngay sau đó rất nhiều năm cũng tại Oklahoma, gồm một hộp sọ hoàn chỉnh cùng nhiều phần cơ thể. Bộ hóa thạch NCSM-14345 được gọi là Frank, được Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina trả đến 3 triệu đô và hiện vẫn được trưng bày tại đó. Dựa theo mẫu vật của Frank, chúng ta có thể ước tính được chiều dài tối đa của một con Acrocanthosaurus trưởng thành lên đến 11,5m và nặng xấp xỉ từ 5,7 đến 6,2 tấn. Đây là một trong những chi theropod được nghiên cứu đồng thời cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Cho đến nay, vẫn chưa thể chắc chắn về vị trí của chi này trong cây phả hệ khủng long. Vẫn có một số tác giả xếp chúng vào họ Allosauridae, trong khi phần lớn đều cho rằng Acrocanthosaurus là một Carcharodontosaurus. Nguyên nhân của các tranh cãi này đến từ việc Acrocanthosaurus sở hữu một đặc điểm hình thái vừa giống với Allosaurus nhưng cũng không quá khác biệt với các hậu duệ của chúng là họ khủng long Carcharodontosauridae. Giống với các Allosauroid khác, Acrocanthosaurus đi bằng hai chân, sở hữu một cái đuôi dài và nặng để cân bằng trọng lượng của đầu và thân. Nó có cấu trúc hộp sọ tương tự như các Allosauroid khác nhưng không có mào xương lệ như ở Allosaurus. Ngoài ra, phần xương lệ và xương sau ổ mắt liên kết lại tạo thành một cung mày khá dày nằm trên hốc mắt, một đặc điểm thường thấy ở các Carcharodontosaurus và Abelisaurus. Hai chi trước mặc dù ngắn nhưng rất khỏe, khỏe hơn Allosaurus và cũng có 3 vuốt mỗi bên. Ngoài ra, chiều dài xương đùi ngắn hơn xương chày và các xương bàn chân cũng cho thấy đây không phải là một kẻ săn mồi tốc độ. Điểm đặc trưng nhất của Acrocanthosaurus chính là hàng gai sống cao trải dài từ cổ cho đến đuôi. Cũng do đặc điểm này mà có lúc nó đã được cho là một Spinosaurus. Chức năng của hàng gai sống này đến nay vẫn chưa rõ, có thể tạo thành một cái bướu dự trữ năng lượng giống lạc đà hoặc để điều hòa nhiệt độ. Tất cả các mặt bên đốt sống cổ và lưng của chúng đều có những hốc rỗng chứa khí để làm giảm trọng lượng, trong khi phần đuôi cũng có cấu trúc tương tự nhưng nhỏ hơn. Đây là đặc điểm giống với các Carcharodontosaurus hơn là Allosaurus. Acrocanthosaurus sở hữu một bộ hàm với gờ răng cưa trên mỗi răng cũng đáng sợ không thua những họ hàng của chúng thuộc họ hàng Carcharodontosauridae. Tuy nhiên, mỗi chiếc răng của Acrocanthosaurus rộng hơn các Carcharodontosaurus và không có kết cấu gợn sóng đặc trưng của các khủng long Carcharodontosaurus. Do đó, chi khủng long này được xem là một tổ tiên có hình thái sơ khai hơn của các Carcharodontosaurus và Giganotosaurus. Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus là loài khủng long răng cá mập đầu tiên được đặt tên và cũng là chi đại diện cho họ Carcharodontosauridae. Những kẻ ăn thịt khổng lồ này sống ở vùng đất mà ngày nay được gọi là khu vực Bắc Phi. Cho đến nay đã có hai loài Carcharodontosaurus được mô tả. Loài đầu tiên, Carcharodontosaurus saharicus đã được phát hiện từ rất sớm vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, không may là hóa thạch của chúng đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến năm 2007, một loài Carcharodontosaurus thứ hai là Carcharodontosaurus equidensis được các nhà khảo cổ nổi tiếng Paul Sereno và Stephen Broussard mô tả. Carcharodontosaurus là một trong những theropod lớn nhất từng tồn tại. Chỉ tính riêng trong họ của nó thì kích thước của chúng chỉ thua kém những người họ hàng ở Nam Mỹ, đó là Giganotosaurus. Một cá thể Carcharodontosaurus trưởng thành có thể dài từ 12 đến 13 mét và nặng từ 6 đến 15 tấn. Chỉ tính riêng hộp sọ đã có chiều dài 1,6 mét với bộ răng cực kỳ sắc bén. Theo tính toán, bộ hàm của Carcharodontosaurus có thể nhấc bổng một con mồi nặng đến 424 kg. Tính trung bình, mỗi cá thể của nó cần tiêu thụ đến 60 cân thịt mỗi ngày và chúng phải di chuyển trong một khu vực rộng lớn khoảng 500 km2 để tìm thức ăn. Để có đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu khổng lồ đó, cơ thể của Carcharodontosaurus và các Carcharodontosaurus có cấu trúc rất đặc biệt, bao gồm các túi khí nằm rải rác trong các xương. Tương tự các loài chim hiện đại, những túi khí này có vai trò rất quan trọng trong việc hô hấp, giúp cung cấp oxy hiệu quả cho các hoạt động của kẻ ăn thịt khổng lồ này. Khu vực sinh sống của các Carcharodontosaurus trong quá khứ từng là một vùng đất đầy rẫy những kẻ săn mồi đáng sợ. Trong đó, đối thủ to lớn và cũng là nguy hiểm nhất của chúng chính là loài theropod khổng lồ Spinosaurus. Mình cũng đã có một video riêng về các Carcharodontosaurus. Mời các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc ấn vào link mình để ở phần mô tả video dưới đây.
Tyrannotitan. Tyrannotitan tripotensis được các nhà khảo cổ Fernando Novas, Sivina de Valais, Port Vicarage và Tom Rich mô tả và đặt tên năm 2005 sau khi các hóa thạch của chúng được tìm thấy ở một nông trại nằm ở phía đông bắc thị trấn Paso de Indios thuộc tỉnh Trubus, Argentina. Đây là một khu vực thuộc hệ tầng Cerro Bassino cách đây từ 112,2 đến 121 triệu năm. Dựa vào các bằng chứng hóa thạch, các nhà khảo cổ ước tính loài khủng long ăn thịt này có thể dài từ 11,4 đến 12,2 mét và nặng từ 4,9 đến 7 tấn. Mặc dù có một cái tên gợi nhớ đến các Tyrannosaurus và có tỷ lệ chi trước khá nhỏ so với các Carcharodontosaurus khác, nhưng Tyrannotitan không phải là một khủng long bạo chúa, do lúc này lục địa Nam Mỹ vẫn nằm tách biệt so với Bắc Mỹ. Một điểm khác biệt khá quan trọng giữa Tyrannotitan và các Carcharodontosaurus đó là loài khủng long này không có các túi khí làm giảm trọng lượng ở các đốt sống hông và đuôi. Một điểm thú vị khác nữa là các đốt sống đuôi của nó có phần gai sống cao gấp đôi thân sống, trong khi cổ và lưng lại không có đặc điểm này. Có lẽ các đốt sống đuôi cần có cấu tạo như vậy để làm chỗ bám cho một hệ thống cơ đủ mạnh để nâng đuôi cao khỏi mặt đất trong trường hợp không có các túi khí làm nhạy bộ xương. Bộ răng của Tyrannotitan giống với các Allosaurus nhiều hơn và cũng không phát triển như các Carcharodontosaurus sau này, như các Carcharodontosaurus khi thiếu độ cong giúp chúng cắt xuyên qua da thịt con mồi. Nếu xem các Carcharodontosaurus là hậu duệ của các Allosaurus thì bộ răng của Tyrannotitan mang hình thái chuyển tiếp giữa hai nhóm khủng long này. Ngoài ra, nó còn có một loại răng đặc biệt bên cạnh các răng thông thường. Trên mỗi chiếc loại này có một rãnh chia răng làm hai để làm tăng diện tích tiếp xúc giúp cắt xuyên qua da thịt con mồi một cách hiệu quả hơn. Đặc điểm này không được di truyền qua các thế hệ sau khi các Carcharodontosaurus đời sau đều có các răng cong và dẹp hơn với gờ răng cưa. Mapusaurus. Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2001, các nhà khảo cổ thuộc một dự án nghiên cứu về khủng long phối hợp giữa Argentina và Canada đã khai quật được một bãi hóa thạch có nguồn gốc từ hệ tầng Wincuy thuộc giai đoạn Cenoman ở Canadón del Gato. Những gì bên trong đã gây kinh ngạc tột độ, có ít nhất 7 bộ hóa thạch thuộc các độ tuổi khác nhau của cùng một loài khủng long theropod rất giống với loài Giganotosaurus vừa được phát hiện trước đó không lâu. Loài khủng long này sau đó được các nhà khảo cổ Rodolfo Coria và Phil Curry mô tả vào năm 2006, đặt tên là Mapusaurus, nghĩa là thằn lằn trái đất. Dựa theo từ Mapu trong tiếng thổ dân Mapuche là thuộc về đất và Saurus là thằn lằn. Tên loài Rosie vừa gợi nhớ đến những tảng đá màu hồng nơi tìm được các hóa thạch vừa để tri ân bà Rosie Ledwin, người đã tài trợ cho đoàn khảo sát tìm được các hóa thạch của loài này. Mapusaurus có hình dáng rất giống với người họ hàng gần gũi Giganotosaurus và cũng có kích thước khổng lồ tương tự. Cá thể dài nhất được ước tính có thể lên đến 12,6 mét. Nó chỉ có một ít khác biệt so với Giganotosaurus khi có hàm trên ngắn chỉ có 12 răng so với 14 răng của Giganotosaurus và nó cao hơn cũng như thiếu một lỗ mở ở giữa xương vuông và một ít khác biệt khác trong hốc mũi. Dựa vào số lượng của các hóa thạch được phát hiện cùng với nhau, có thể cho rằng Mapusaurus cũng như Giganotosaurus là loài săn mồi theo bầy. Đây là cách chúng có thể hạ gục các con mồi khổng lồ như khủng long cổ dài Argentinosaurus. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về Mapusaurus, các bạn có thể tìm lại ở trên kênh hoặc ấn vào link ở phía mô tả bên dưới nhé. Sauroniops. Bắc Phi là một trong những khu vực có mật độ tập trung hóa thạch rất cao trên thế giới. Một số lượng lớn các hóa thạch tại khu vực Tafilat và Kemkem thuộc Đông Nam Maroc được thu thập bởi các cư dân địa phương và các lái buôn hóa thạch đã có mặt ở khắp các bộ sưu tập trên toàn thế giới. Sauroniops được phát hiện khá tình cờ khi một người mua được một mảnh hóa thạch từ một lái buôn tại Maroc, sau đó tặng lại cho Bảo tàng Cổ sinh vật học Montevarchi ở Italy. Do được lưu hành trên thị trường chợ đen nên rất khó xác định được nguồn gốc của mẫu hóa thạch này. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin thu được qua phân tích địa tầng tại những khu vực có khủng long thuộc Tafiat và Kemkem, có thể xác định rằng mẫu vật này bắt nguồn từ hệ tầng Ifezuan và hệ tầng Alphos, gọi chung là tập Kemkem, có niên đại thuộc giai đoạn Cenoman của kỷ Creta. Mẫu hóa thạch ký hiệu MPM2594 này chỉ bao gồm duy nhất một mảnh xương trán bên trái, ngay trên vị trí của hốc mắt, sau đó được xác định thuộc về một thành viên của họ Carcharodontosauridae chưa từng được biết đến trước đó, nên loài khủng long mới này được gọi tên là Sauroniops, nghĩa là con mắt của Sauron,
một thực thể tà ác là phản diện chính trong bộ tiểu thuyết Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn được viết bởi John Ronan Reuel Tolkien. Mảnh xương trán này dày 73mm tạo nên đặc trưng của loài Carcharodontosaurus này, vì vậy tên loài này được đặt là Pachytolus. Các nhà khoa học nhận định đặc điểm này cho thấy có khả năng loài theropod khổng lồ này thường húc đầu vào nhau trong những cuộc giao tranh nội bộ và đặc điểm này khá tương đồng với các Abelisaurus. Tuy nhiên, Sauroniops là loài có quan hệ gần gũi với Eocacaria, do đó đây chỉ là một đặc điểm tiến hóa hội tụ đối với các Abelisaurus. Giganotosaurus. Loài khủng long ăn thịt được tìm thấy năm 1993 bởi một thợ săn hóa thạch nghiệp dư có tên là Ruben Dario Carolini ở miền nam Argentina. Con quái vật khổng lồ này được đặt tên là Giganotosaurus Carolini, nghĩa là thằn lằn phương nam, bởi các nhà khảo cổ Rodolfo Coria và Leonardo Salgado năm 1995. Bộ xương của nó có mức độ hoàn thiện đến khoảng 70%, chỉ thiếu các chi trước cùng một số chi tiết nhỏ khác, do đó có thể dễ dàng xác định được kích thước của nó thay vì phỏng đoán như một số loài khủng long khác. Dựa trên các bằng chứng hóa thạch, có thể thấy cá thể Giganotosaurus lớn nhất có thể dài tới 14,2m và nặng từ 7 đến 15 tấn, chỉ tính riêng hộp sọ đã dài đến 1,95m. Giống như các họ hàng Carcharodontosaurus, hộp sọ của Giganotosaurus có cấu trúc dài và hẹp, với vòm sọ cong cùng nhiều hố sọ giúp làm giảm trọng lượng. Phần sau của hộp sọ nghiêng về phía trước nên các khớp hàm treo đằng sau và dưới chỗ đính của hộp sọ vào đốt sống cổ. Giganotosaurus cũng sở hữu một bộ răng đặc trưng của các Carcharodontosaurus có cấu tạo giống các lưỡi dao có răng cưa giúp cắt quà ra thịt con mồi một cách dễ dàng. Do hộp sọ có trọng lượng nhẹ nên nó có lực cắn chỉ bằng khoảng 1/3 của T-Rex. Ngoài ra, trong khi cơ hàm của các khủng long bạo chúa thường phân bố dọc theo toàn bộ chiều dài xương hàm để gia tăng lực cắn, thì cơ hàm của Giganotosaurus nói riêng và các Carcharodontosaurus nói chung thường tập trung nhiều ở phần sau xương hàm để tăng tốc độ cắn lên nhiều lần. Các Carcharodontosaurus có thể đều sử dụng chung một chiến thuật giết mồi, dùng chi trước khỏe để giữ hoặc vật ngã con mồi trước khi dùng bộ răng của mình để kết liễu. Những kẻ ăn thịt khổng lồ này giết mồi bằng cách dùng bộ răng sắc bén để gây ra vết thương chí mạng, rồi sau đó thay vì nghiền nát như các loài Tyrannosaurus. Có khả năng các Giganotosaurus cũng có tập tính săn mồi theo bầy đàn, giống với người họ hàng Mapusaurus, và con mồi ưa thích của chúng là Limasaurus và Endosaurus. Các sauropod có hóa thạch được tìm thấy gần đó. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn những gã khổng lồ làm nên tên tuổi và vị thế thống trị của các Carcharodontosaurus. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.